Năm con giáp này xông nhà đầu năm 2023, đảm bảo gia chủ giàu có, đổi đời nhanh như chớp, tiền vàng nhét chật két. Thưa quý vị, để chọn được tuổi xông đất đầu năm 2023, chúng ta sẽ dựa vào các tiêu chí theo ông bà để lại trong câu thơ sau. Chi hợp tuế niên, can hợp mệnh, tài quan ấn phúc, nhập nội đường, thiên tăng tuế, nguyệt nhân tăng thọ, xuân mãn càn khôn, phúc mãn môn. Tức là chọn tuổi phải đảm bảo được các yếu tố có thiên can địa chi hợp với tuế niên, can hợp mệnh, tùy vào mong muốn của gia chủ mà chọn người xông đất để đảm bảo các yếu tố tài, quan, ấn, phúc, thọ. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn 5 con giáp may mắn nhất xông nhà đầu năm 2023 Quý Mão, đảm bảo gia chủ giàu có, đổi đời nhanh như chớp, vạn sự hanh thông, phúc thọ dồi dào. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Con giáp xông nhà may mắn đầu tiên là những người tuổi Tỵ. Năm 2023 Quý Mão, những gia chủ tuổi Tỵ được coi là mã tinh. Khi chọn người tuổi Tỵ xông nhà sẽ giúp cho gia chủ có được vạn sự hanh thông, thuận lợi, mọi việc làm ăn đều được suôn sẻ và may mắn, nhất là với những người đang có ý định đi xuất ngoại hoặc những gia chủ đang có ý định thăng quan tiến chức, thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Tuổi Tỵ là đại diện cho sự khôn ngoan và thường bí ẩn, là dấu hiệu thứ 6 trong tử vi chiêm tinh học phương Đông. Họ có thể chất nổi bật và thường có một cảm giác tuyệt vời với phong cách cá nhân đặc biệt. Họ là những người độc lập và khá tự tin vào chính bản thân mình. Thường thì họ không quan tâm người khác nghĩ gì cả, rắn là người sành điệu nhất. Họ thích những cuốn sách tốt, phim ảnh, âm nhạc, thực phẩm cho người sành ăn và bất cứ điều gì tốt là của người tuổi Tỵ. Tiền không phải là một vấn đề với họ và họ có thể khá hào phóng. Người tuổi Rắn hay tuổi Tỵ thường tâm linh và thích các vấn đề liên quan đến triết học và tâm linh. Họ có thể xuất hiện chậm rãi và thoải mái, họ rất thích phân tích và có xu hướng cao sâu chuỗi mọi vấn đề, và thậm chí lo lắng. Người tuổi Tỵ thường có phong cách làm việc rất độc đáo, họ kiên định với kế hoạch đề ra, luôn cố gắng hoàn thành tốt chúng và ít khi quan tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài. Sự nhạy cảm và cá tính độc lập có cũng khiến họ bị bỏ qua không ít lời khuyên bổ ích của người xung quanh trong việc lựa chọn ngành nghề. Người tuổi Tỵ phù hợp với công việc cần sự tập trung tinh thần, họ ghét làm những việc nặng nề, thô kệch, những công việc lặp đi lặp lại một cách cứng nhắc. Nhìn chung họ sẽ đạt được danh lợi, nhưng nếu để có được sự nổi tiếng thì họ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, vất vả. Lời khuyên dành cho người tuổi Tỵ là nên chọn những ngành nghề như chính trị, giáo viên, nhà tâm lý học. Nếu thử sức ở lĩnh vực kinh doanh thì họ cũng sẽ trở nên thành công và giàu có. Người tuổi Tỵ có thái độ thụ động khiến họ sẽ bị lầm tưởng là kẻ lười nhác, nhưng sự thật không phải như vậy. Những người sinh năm Tỵ rất giàu tính sáng tạo và làm việc chăm chỉ vô cùng. Họ đặc biệt giỏi về giải quyết vấn đề và tự hạn định thời gian cho mình rất chặt chẽ. Người tuổi Tỵ thường giải quyết sự việc theo trực giác, dường như trong rắn có một chút xảo quyệt. Họ ngấm ngầm làm việc và khi gần đến phút cuối họ mới dở lá bài cuối cùng. Đây là những người rất tâm lý, sáng suốt, họ có thể nhìn thấu tâm hồn bạn. Ngoài ra họ còn có khả năng thu nhập thông tin, nắm bắt một cách vững vàng, hiểu thấu suốt về nhiều vấn đề. Với những đặc tính trên thì con giáp may mắn đầu tiên lựa chọn xông nhà năm 2023 Quý Mão không ai khác là những người tuổi Tỵ. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai để được lựa chọn xông nhà năm 2023. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai để được lựa chọn xông đất năm 2023 chính là những người tuổi Dần. Những gia chủ tuổi Dần hợp với năm còn gọi là tuổi thiên y của năm. Vậy nên năm 2023 mà được những chú hổ đến xông nhà thì là một điều may mắn. Không những gia đạo được an yên mà còn mang lại tài vận và sức khỏe tốt cho gia chủ. Người tuổi Dần luôn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, suy nghĩ và hành động tích cực để gặt hái nhiều thành công vẻ vang. Họ đặc biệt biết biến thách thức thành cơ hội tạo nên sự đột phá. Người phương Đông coi hổ là hiện thân của quyền lực, nhiệt tình và sức mạnh. Đối với công việc và cuộc sống, người tuổi Dần có tính cách cố chấp, việc gì làm chưa xong thì không chịu bỏ cuộc, ưa thích làm những việc lớn. Người cầm tinh con hổ bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị cao sang và quyền quý. Họ sẽ không làm những công việc tầm thường, không đem lại cho mình tiếng tăm. Những người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Với con mắt nhìn xa trông rộng, họ có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề đúng đắn nên ít mắc phải sai lầm. Tuổi Dần trọng danh dự và chữ tín, nhiệt tình, có hoài bão lớn, thực sự cầu thị và có trách nhiệm với công việc và mọi người, sẵn sàng ra tay bảo vệ những người yếu đuối và khổ cực. Cũng giống như con hổ, họ có ý thức độc lập mạnh mẽ, không muốn phụ thuộc vào người khác, có đức tính lạc quan, dám nghĩ, dám làm, ham thích sự đổi mới và du lịch khám phá. Đối với vấn đề tình cảm, tuổi hổ được mọi người kính nể, họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn. Bằng tính cách mạnh mẽ, sôi nổi, thái độ lạc quan, người tuổi Dần khiến mọi người chẳng thể nào lạnh nhạt, cô đơn. Trong đám đông, họ trở thành tâm điểm chú ý.
Người tuổi Hổ rất khó tin tưởng người khác, nhưng một khi đã tin thì lại là một người thành thật, một lòng một dạ, giàu tình cảm và khẳng khái, có khiếu hài hước. Tuổi Dần có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm, họ lại là người sống giàu tình cảm, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Họ có khuynh hướng đề cao bản thân nên tự quyết định hôn nhân của mình mà ít khi chịu lắng nghe ý kiến khác. Cuộc sống hôn nhân chỉ hạnh phúc khi hai người biết cách nhẫn nhịn và có tinh thần xây dựng. Vậy nên đây là một tuổi cực tốt để lựa chọn xông nhà trong năm Quý Mão 2023. Tiếp theo đến tuổi thứ 3 là những người tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi là một trong những quan sát may mắn khi được lựa chọn xông nhà năm 2023 Quý Mão. Họ được tăng hợp với Thái Tuế. Hơn nữa, năm 2023, Mão hoặc Mùi là hoa cái. Hoa cái với biểu tượng là ô, lọc, tức là sẽ được che chở, hỗ trợ trong mọi việc, nhất là việc quan. Với người tuổi Mùi, thường nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, coi trọng tình cảm, gia đình. Ưu điểm của người tuổi Mùi là thông minh, tài trí nổi trội, biết nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề một cách nhanh nhạy. Trong công việc, người tuổi Mùi thường làm việc kín kẽ, trung thực, công tư phân minh, có khả năng sáng tạo cao, đồng thời giàu tham vọng, thăng tiến. Họ thích tham gia các đoàn thể, thể hiện lòng chính nghĩa, kiên định với những gì mình cho là đúng đắn, ghét bị thúc giục trong công việc. Nhờ trí tuệ vượt trội, tầm nhìn xa, tính tình ôn hòa nên người tuổi Mùi dễ thuyết phục được người khác, khiến họ tâm phục ngưỡng mộ. Nếu người tuổi Mùi tập trung vào công việc thì dễ gặt hái thành công, một tay gây dựng cơ đồ. Tuổi này phù hợp với những công việc đòi hỏi phải suy ngẫm tỉ mỉ, thấu hiểu tâm lý người khác và mang tính chất tích cực, lạc quan như nghệ sĩ, diễn viên, nhà văn, nhà triết học, chuyên gia tâm lý. Bên cạnh đó, người tuổi Mùi ưa thích phong thái lịch thiệp, yêu thiên nhiên và du lịch đó đây. Trong vấn đề tình cảm, do là những người giàu lòng trắc ẩn nên họ dễ cảm thông với người khác. Họ thích làm theo ý mình nhưng nếu gặp mâu thuẫn thì nhiều khi cũng sẵn sàng nhường nhịn để gia đình hòa thuận. Trong tình yêu, tuổi Mùi có thể hy sinh lợi ích cá nhân để mang đến hạnh phúc cho đối phương. Với những ưu điểm trong tính cách, đa phần người tuổi Mùi có một cuộc đời an nhàn. Vậy nên lựa chọn tuổi Mùi xông nhà năm 2023 Quý Mão là một lựa chọn khôn ngoan, mang lại bình an và tài lộc cho gia chủ. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong nhà. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư xông nhà năm 2023 Quý Mão là những người tuổi Hợi. Được cục diện Hợi Mão Mùi tam hợp sẽ mang lại hanh thông cho mọi việc. Công việc thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ, tài vận hanh thông, gia đạo yên ấm. Tuổi Hợi là người mạnh mẽ, có phần thô lỗ, đặc biệt có tính cách vui vẻ là những điều hội tụ ở những người cầm tinh tuổi Hợi. Tính cách đơn giản, trung thực và dũng cảm, họ là người được nhiều người ngưỡng mộ. Người tuổi Hợi thường cứng rắn và luôn cố gắng giữ mối quan hệ tốt với tất cả mọi người xung quanh. Họ là những người rất kiên nhẫn và tốt tính. Niềm đam mê của người tuổi Hợi là những món ăn ngon và thức uống hấp dẫn. Họ là người khoan thai và thoải mái, không cấp bách. Người tuổi Hợi có niềm đam mê và rất mạnh mẽ khi về già. Họ là những người phóng khoáng, không soi mói và không có thói quen trách cứ người khác. Họ luôn là những vị cứu tinh tốt bụng nếu bạn cần sự giúp đỡ và hỗ trợ. Nếu người cầm tinh tuổi Hợi là người đáng tin tưởng, họ cũng có niềm tin rất mãnh liệt vào trực giác của mình. Điều này có thể làm cho họ phụ thuộc vào những điều thuộc về tâm linh. Họ khá hào phóng trong chuyện tiền bạc và chi tiêu, miễn là họ thấy vui. Người tuổi Hợi thường có cơ hội thành công cao bất kỳ lĩnh vực nào mà họ chọn, nhưng họ thường không dám đánh cược hoặc thử thách vận mệnh của mình. Họ không bao giờ chơi thủ đoạn hoặc hành động xấu sau lưng người khác. Những gì bạn thấy ở bề ngoài cũng là bản chất bên trong của họ. Nhờ lòng quảng đại cao cả của họ luôn mang đến cho họ sự may mắn trong mọi việc họ làm. Vậy nên đây là con giáp xông nhà tốt thứ tư trong năm 2023 Quý Mão. Và con giáp may mắn thứ năm xông nhà năm 2023 Quý Mão là những gia chủ tuổi Tuất. Hơn nữa, tuổi Tuất hay còn gọi là tuổi chó là dấu hiệu thứ 11 trong hệ tử vi chiêm tinh học phương Đông. Trung thành và trung thực là phẩm chất không thể thiếu của người cầm tinh tuổi Tuất. Họ mang nhiều phẩm chất với chú chó trung thành. Người tuổi Tuất có một ý chí, sức mạnh về công lý và công bằng. Thành thật và khiêm tốn, họ có sức quyến rũ và lôi cuốn. Họ thụ động và khá thực tế. Người tuổi Tuất về cơ bản cuộc đời gặp khá nhiều thuận lợi, chuyện vui nối tiếp không ngừng. Mọi điều trong cuộc sống của bạn đều rất hòa hợp, thuận buồm xuôi gió. Con giáp này cũng may mắn được bạn bè và người thân giúp đỡ rất nhiều. Tuy nhiên sức khỏe của bạn lại không được tốt, cần nghỉ ngơi hợp lý, điều chỉnh lịch sinh hoạt và làm việc theo khoa học thì mới có thể khỏe mạnh. Người mang tuổi Tuất khá nhạy cảm và dễ bị kích thích. Họ thích tranh luận và đa phần đều là những người có nguyên tắc. Họ cũng là người lo ngại, thậm chí luôn lo lắng về gia đình và những người mà họ yêu thương. Người tuổi Tuất đa phần là những người bạn bè trung thành tuyệt vời, đơn giản và trực tiếp. Họ coi trọng tính toàn vẹn cá nhân và có một ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm. Họ là những người cá tính hay phán xét. Mọi người hoặc trung thành với họ hoặc chống đối họ.
Giống như chú chó luôn có tâm niệm phải bảo vệ nhà của họ, người tuổi Tuất có khả năng đánh giá người khác. Tuy nhiên họ cũng là người hay nghi ngờ, họ sẽ bảo vệ quyền lợi của một người bạn như thể là của riêng họ nếu bạn thực sự tận tâm với họ. Nhìn chung cuộc sống của người tuổi Tuất không được mấy ổn định, bởi thuở ban đầu cũng phải trải qua nhiều rắc rối và khó khăn. Tới tuổi trung niên thì khá hơn một chút, nhưng cuộc sống lại bận rộn với những việc phải làm. Tuổi già có một cuộc sống khá phẳng lặng, thế nhưng chính bản thân tuổi Tuất lại cảm thấy chưa yên lòng bởi còn có nhiều việc chưa làm xong. Bạn thường xuyên tiếc nuối những gì đã qua. Người tuổi Tuất hiểu được giá trị đồng tiền nên tuyệt đối không coi nhẹ đồng tiền. Chính vì quan điểm này mà họ chấp nhận một cuộc sống khó khăn, gian khổ hơn người khác rất nhiều. Họ là những người tình cảm, có nghĩa khí nên thường bị kẻ thứ ba xen vào, làm liên lụy đến mình. Hãy cân nhắc thật kỹ khi định cho ai đó vay mượn tiền bạc, tránh tiền mất tật mang. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, xông nhà vẫn luôn là một vấn đề rất được nhiều người Việt Nam coi trọng. Nó thể hiện cho sự may mắn và tài lộc trong năm mới. Bởi vậy chúng ta nên lưu ý để chọn ra được những tuổi xông nhà tốt đẹp nhất. Hy vọng những thông tin trên đã cung cấp được những thông tin hữu ích mà gia chủ cần tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình hôm nay. Và quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!